nơi bí ẩn kỳ lạ nhất thế giới khiến các nhà khoa học đau đầu đi tìm lời giải. Các bạn thân mến, lịch sử phát triển của thế giới là một điều vô cùng kỳ bí và rộng lớn, ẩn chứa những bí mật mà cho dù khoa học ngày nay có phát triển tới mức độ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào lý giải được. Thanh kiếm có niên đại cả ngàn năm vẫn vô cùng sắc bén, không gì xét và đi ngược lại hoàn toàn với quy luật vật lý, hay một tấm bản đồ vượt rất xa trước sự phát triển của con người, hay chiếc ghế bị nguyền rủa khiến 61 người ngồi lên nó đều mất mạng một cách đáng sợ. Và hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những bí ẩn đó trong video ngày hôm nay các bạn nha. Đầu tiên đó là bí ẩn chiếc ghế tử thần khiến 61 người chết. Bạn đoán xem làm thế nào một chiếc ghế bằng gỗ lại có thể hạ chết 61 người. Nghe thật là khó tin và vô căn cứ, nhưng đó là một sự việc có thật ở trong thế kỷ 18. Đó chính là chiếc ghế Busby. Chiếc ghế này thuộc sở hữu của ông Thomas Busby tại Anh. Và từ sau khi ông qua đời, hầu hết những người ngồi lên chiếc ghế đều vì một lý do nào đó mà ra đi. Mọi chuyện bắt đầu từ những năm 1600 khi chủ nhân đầu tiên của chiếc ghế kết hôn với vợ của mình là Elizabeth nhưng không nhận được sự ủng hộ của bố cô. Và điều này dẫn tới mối quan hệ bố vợ và con rể không được hòa hợp và Thomas Busby đã giết cha vợ của mình. Ngay lập tức hắn bị nhận án tử hình. Vào ngày hành quyết thì Thomas nói với rằng tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời là ngồi lên chiếc ghế yêu thích của mình. Hắn đã được cho phép thực hiện tâm nguyện này nhưng trước khi rời đi, Thomas đã nguyền rủa rằng bất cứ ai ngồi trên chiếc ghế của hắn đều sẽ phải chết. Và dường như, lời nguyền chết chóc đã linh nghiệm suốt 280 năm sau đó, 61 người từng ngồi lên chiếc ghế này đều đã phải từ giã cõi đời. Có người chết bất đắc kỳ tử, có người chết do tai nạn và thân thể không còn nguyên vẹn. Nhận thấy sự nguy hiểm của chiếc ghế, vào năm 1978, người ta đã tặng nó cho một bảo tàng và chiếc ghế được treo lên cao ở một góc bảo tàng để không có bất cứ ai ngồi lên nữa. Suốt hơn 40 năm qua, chiếc ghế vẫn được bảo tàng lưu giữ cẩn thận cùng với những truyền thuyết và lời đồn rùng mình. Và cũng bàn về những chiếc ghế, không chỉ có chiếc ghế Busby mới đáng sợ thôi đâu, mà chiếc ghế bạn đang nhìn thấy trên hình cũng đáng sợ không hề kém. Nhìn thôi cũng đủ khiến cho người xem cảm thấy sợ hãi rồi đúng không nào? Và chiếc ghế này được gọi là ghế đinh. Nó khét tiếng là một trong những dụng cụ tra tấn đáng sợ nhất trong thời Trung Cổ. Phạm nhân sẽ bị trói chặt vào chiếc ghế này để gai đâm vào da thịt. Vậy thì theo bạn, chiếc ghế Busby và chiếc ghế thời Trung Cổ này thì cái nào nguy hiểm hơn? Hãy bình chọn một hoặc hai xuống phía bên dưới các bạn nha. Mariman, hình vẽ khổng lồ trên sa mạc Úc. Vào năm 1998, một phi công tên là Trevor Gray trong lúc bay từ Marie đến Cooper Paddy, phía nam của nước Úc đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một hình vẽ khổng lồ được chạm khắc trên vùng hoang mạc phía dưới. Ngay sau khi đó, một loạt các báo cáo về hình vẽ này đã được gửi đến các báo đài và rất nhiều người tò mò muốn biết rằng ai đã là người tạo ra nó. Những người nghiên cứu đã gọi hình vẽ này là Merriman. Đó là một hình vẽ khổng lồ tái hiện bóng dáng một người thổ dân với diện tích siêu to bự, với kích thước chiều dài lên đến 4,2 km, chu vi kéo dài 28 km. Đây quả thật là một tác phẩm công phu và không hề dễ dàng để hoàn thiện. Trong bức ảnh, thổ dân Murray dường như đang cầm một cây gậy, có thể là boomerang. Và tới đây thì đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhưng chưa có một ai tự nhận mình là chủ nhân của tác phẩm này cả. Hình vẽ thổ dân Merriman đã trở thành bí ẩn không lời giải lớn nhất của thế kỷ 20 và vẫn chưa ai có được câu trả lời chính xác. Và không chỉ có Merriman mà có rất nhiều những hình vẽ người khổng lồ đã được phát hiện và công bố ở trên toàn thế giới. Ví dụ như Longman ở nước Anh. Longman là hình vẽ người đàn ông nằm trên đồi đá phấn cao tới 72m, cư dân địa phương còn gọi là người đàn ông xanh. Hình vẽ được thiết kế để theo hình một góc nghiêng từ bên dưới lên. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rõ ràng, nếu nhìn từ trên máy bay, người cổ đại đã bóc lớp vỏ sạch đến mức để lộ ra lớp địa tầng trắng của sườn núi. Và nguồn gốc của Longman vẫn chưa rõ ràng. Một đề xuất là Longman đã được các tu sĩ từ tu viện Wilmington gần đó cắt và đại diện cho một người hành hương. Nhưng điều này không được các nhà khảo cổ học tin tưởng. Hình vẽ người mắt tròn bí ẩn của người Naka tại Peru. Những hình vẽ trên cao nguyên Naka đã được chụp ảnh lần đầu tiên khi máy bay thương mại bay qua sa mạc Peru trong thập niên 1920. Những bức vẽ gồm có người, chim, ruồi, khỉ nhện và thằn lằn. Tổng cộng có khoảng trên 300 bức vẽ. Vùng chứa các hình vẽ rộng gần 200 dặm vuông và hình vẽ lớn nhất dài 274 mét tạo thành một quần thể vườn sinh học cực kỳ độc đáo trên sa mạc khô cằn. Một điều không ít người băn khoăn là trải qua hàng ngàn năm lịch sử trong một sa mạc khô cằn thì những bức vẽ sao có thể tồn tại được. Và điều này được lý giải là nhờ khí hậu rất khô, không có gió và nhiệt độ ổn định của vùng Naka khiến các hình vẽ không bị đất cát che phủ cho đến tận ngày nay. Và trong số các bức vẽ, có hình ảnh một người vẫy tay sở hữu cặp mắt tròn. Các nhà khoa học cho rằng đây là hình minh họa nhà du hành vũ trụ. Còn bạn thì sao? Bạn thấy nó giống hình gì? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nhé!
Bí ẩn về những hòn đá biết đi ở thung lũng chết. Bạn đã bao giờ nghe tới việc những hòn đá biết di chuyển hay chưa? Chắc chắn là chưa, hoặc nếu có thì cũng chỉ là ở trong truyện cổ tích hay là phim hoạt hình thôi, chứ ngoài đời nói thế thì ai mà tin. Nhưng thật sự, đã có những hòn đá với kích thước tương đối lớn tại thung lũng chết của Mỹ lại có thể di chuyển một cách kỳ lạ. Thung lũng chết là một thung lũng dài và hẹp, nằm ở giữa hai bang California và Nevada của Mỹ. Đây là điểm sâu nhất Bắc Mỹ với độ sâu 86m dưới mực nước biển và ẩn chứa rất nhiều bí ẩn tự nhiên mà khoa học không thể nào lý giải được. Và một trong số đó là hiện tượng những hòn đá biết đi. Great Chalk Plain là vùng đất bùn, khô cằn nhưng đặc biệt bằng phẳng thuộc phía tây của thung lũng chết. Khu vực này sở hữu một hồ khô cạn có diện tích lớn cùng những hòn đá nặng gần 318 cân, nặng đến hơn 300 cân, nhưng những hòn đá này lại có thể tự di chuyển một cách kỳ lạ và để lại phía sau những vệt dài trên nền đất. Và dựa vào đó, các chuyên gia đã ước tính rằng những hòn đá này đi được hơn 457 mét trong vòng từ 3 đến 5 năm. Và càng ngày, hiện tượng những hòn đá di chuyển như vậy càng nhiều lên, quãng đường di chuyển cũng xa hơn so với ban đầu. Dù nơi đây là một nơi hoang vắng, quanh năm không có một bóng người qua lại. Bởi vậy, chẳng ai thật sự biết về những hòn đá thần kỳ biết đi này. Khi tìm hiểu về các khối đá cùng những vệt dài mà chúng để lại, các nhà khoa học đã đề xuất ra rất nhiều phương án, ví dụ như là gió hay là các vi khuẩn là nguyên nhân khiến các khối đá nặng này di chuyển. Một số khác thậm chí còn cho rằng hiện tượng bí ẩn này xảy ra ở thung lũng chết là do có sự nhúng tay của những sinh vật ngoài trái đất hay là một thế lực nào đấy. Tuy nhiên thì tất cả chúng vẫn chỉ dừng lại ở giả thuyết và cho đến nay thì chưa một ai tìm ra câu trả lời cuối cùng. Bí ẩn chưa có lời giải đáp về cuốn kinh quỷ dữ. Ngoài những cuốn kinh sách trong các tôn giáo thì trên thế giới vẫn còn có một loại kinh được gọi là kinh quỷ dữ. Đây là một cuốn sách khổng lồ được viết từ thời Trung Cổ. Bên trong nó là những minh chứng cho sự tồn tại và hiện hữu của ma quỷ và vọng tưởng của quỷ dữ trên thế gian. Đây là một cuốn sách khổng lồ với độ rộng là 49cm, chiều cao 92cm và dày gần 22cm, nặng 74 cân. Với kích thước to lớn này, phải cần hai người hợp sức mới có thể nâng lên được. Ngoài bìa cuốn sách được làm bằng da, và theo ước tính để hoàn thành cuốn sách này thì phải giết hơn 160 con vật mới đủ số lượng da để làm. Bên trong nó còn một trang vẽ chân dung của một con quỷ trông đầy hăm dọa và đáng sợ. Và có thể thấy rằng cuốn sách toát lên sự tham vọng, bản tính bành trướng và tính ác của quỷ. Viên kim cương bị nguyền rủa. Từ trước tới nay thì kim cương luôn được xem là một vật huyền bí tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, sự giàu sang và may mắn. Tuy nhiên thì với viên kim cương Koh-i-noor, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Đây được coi là một viên kim cương bị nguyền rủa và không dành cho đàn ông. Viên kim cương nặng 105,6 carat này có nguồn gốc từ mỏ Kolu. Nó được nhắc đến lần đầu tiên trong hồi ký của Muhammad Babu, người lập ra đế chế Mughal tại Ấn Độ, sau đó bị lấy cắp từ tay của quý tộc Manwa vào năm 1306. Xuyên suốt lịch sử thì Koh-i-noor truyền tay qua những đế chế Ấn Độ, Mông Cổ, Ba Tư, Afghanistan và Anh Quốc. Để sở hữu nó thì con người lao vào những cuộc chiến đẫm máu và bất kỳ ai sở hữu nó đều thua cuộc chiến và mất mạng. Tất cả những bi kịch ấy được người xưa giải thích rằng bằng một giai thoại lạ lùng và một lời tiên tri. Người đàn ông sở hữu viên kim cương này sẽ sở hữu cả thế giới nhưng cũng nhận về toàn bộ nỗi bất hạnh của nó. Chỉ có Chúa Trời hoặc phụ nữ mới có thể đeo nó một cách bình yên. Và với lời nguyền ấy thì mọi người đàn ông biết đến nó đều cảm thấy run sợ. Và đến năm 1850, Koh-i-noor thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng Victoria. Từ đó về sau, chủ nhân của viên kim cương này đều là phụ nữ, trong đó có nữ hoàng Đan Mạch, nữ hoàng Tegmari và nữ hoàng Elizabeth. Hiện nay, viên kim cương được đặt trên vương miện hoàng gia Anh, chỉ nữ hoàng và đương kim hoàng hậu với được đội chiếc vương miện quý giá này thôi. Scone, hòn đá định mệnh. Stone of Scone hay còn được mệnh danh là hòn đá định mệnh là một biểu tượng cổ xưa về chủ quyền của Scotland và tương truyền. Xung quanh hòn đá này là các thánh tích bí ẩn liên quan đến lịch sử Scotland và Anh ở trong khoảng 700 năm qua. Cho đến nay thì giới chuyên gia vẫn chưa tìm hiểu được nguồn gốc của hòn đá định mệnh. Chỉ biết rằng trong lịch sử Scotland, hòn đá định mệnh này được dùng làm vật ấn chứng cho các lời tuyên thệ mỗi khi có một vị vua lên đăng quang. John Balliol là vị vua cuối cùng của Scotland nhận được vinh dự trong lễ tuyên thệ đăng quang vào năm 1292. Vậy hòn đá này có nguồn gốc thế nào mà nó lại được coi trọng đến như vậy? Theo truyền thuyết, đây chính là phiến đá được nhân vật Jacob trong Kinh Thánh dùng làm gối khi ông mơ thấy một chiếc thang đến thiên đường và sau đó được Ai Cập, Tây Ban Nha và Ireland mang đến Scotland. Những thanh kiếm huyền thoại của người Viking. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, người Viking nổi tiếng là những chiến binh trên biển. Với những kinh nghiệm đi biển này đã giúp họ xâm chiếm nhiều vùng đất. Với họ thì thứ cần thiết nhất trong cuộc sống không phải là đồ ăn, thức uống, mà đó là vũ khí.
Thời kỳ Viking kéo dài khoảng hơn 300 năm, từ năm 700 đến những năm cuối của thế kỷ 11, và trong suốt khoảng thời gian ấy, luật pháp Viking cho phép tất cả mọi người được sở hữu và sử dụng vũ khí, chủ yếu bao gồm giáo mác, kiếm và rìu. Phần lớn chúng được sử dụng để chiến đấu. Thương hiệu kiếm nổi tiếng nhất của người Viking chính là Ulbert. Các nhà khảo cổ đã tìm ra khoảng 170 thanh gươm có niên đại từ năm 800 đến năm 1000 và tất cả được làm từ kim loại nguyên chất. Điều đặc biệt là những thanh kiếm này đã đi trước thời đại, vì theo nghiên cứu phải đến hơn 800 năm sau, công nghệ cần thiết để rèn kim loại như vậy mới ra đời. Kiếm này có hàm lượng carbon cao gấp 3 lần so với những thanh kiếm cùng thời, điều này giúp nó mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng mềm dẻo và nhẹ hơn. Ngoài ra, loại kiếm này cũng gần như là không bị rỉ sét, vì thế mà cách người Viking tạo ra những thanh kiếm chất lượng mà đến cả ngàn năm sau vẫn còn sắc, không rỉ vẫn là một bí ẩn cho đến tận ngày hôm nay. Bản đồ Pyrenees. Vào năm 1929, nhà thần học người Đức Desmond đã vô tình phát hiện ra một tấm bản đồ cổ trong thư viện cung điện Topkapi, Thổ Nhĩ Kỳ. Qua xác định thì các chuyên gia cho biết rằng đây là tấm bản đồ Pyrenees, một bản đồ thế giới biên soạn vào năm 1513 từ tình báo quân sự của Hải quân Ottoman và nhà bản đồ học Pyrenees. Điểm bí ẩn là tấm bản đồ đã thể hiện một số khu vực vốn chưa được con người khám phá tại thời điểm tấm bản đồ ra đời. Điển hình là bờ biển vùng Bắc Nam Cực, không rõ bằng cách nào người ta có thể vẽ lại chính xác bờ biển khu vực này vào thế kỷ 14, trong khi những dấu chân đầu tiên của loài người đến Nam Cực là sau năm 1820. Ngoài ra còn có những vùng như là Queen Maureen, bán đảo Iberia và bờ biển của châu Phi cũng được thể hiện chính xác trên tấm bản đồ cổ này. Và đến nay thì các chuyên gia vẫn không thể nào giải thích được tại sao tấm bản đồ lại thần kỳ đến như vậy. Và liệu có phải đây là kết quả từ việc thám hiểm toàn cầu của một nền văn minh cổ đại chưa từng được biết đến hay không?